Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 1 đến câu 9. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên đá sỏi, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Dụ ngôn người gieo giống đầy tính lạc quan, hy vọng. Đức Giêsu gieo giống lời Chúa khắp nơi. Có hạt bị chim trời ăn mất khi chưa kịp nảy mầm. Có hạt bị khô cháy khi chưa bám rễ. Có hạt đã thành cây nhưng bị gai làm chết ngạt. Thực tế đau buồn ấy làm nản lòng nhiều người. Đức Giêsu gặp biết bao chống đối và thất bại. Ngài có thật là đấng được Thiên Chúa sai đến để thiết lập nước trời trên trần gian không? May thay có những hạt rơi vào đất tốt và đem lại kết quả gấp bội. Nhìn vào khuôn mặt của giáo hội hôm nay, nhiều người thất vọng trước những khó khăn, khủng hoảng. Đức Giêsu khuyên ta hãy vững lòng, lời Chúa vẫn còn gặp được mảnh đất phì nhiêu. Dụ ngôn người gieo giống đòi chúng ta phải xét mình. Có bao hạt lời Chúa được gieo vào lòng tôi? Đâu là số phận của chúng? Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trên mặt đường. Tôi nghe mà không hiểu. Không hiểu vì không muốn hiểu, vì cố tình né tránh. Bởi lẽ lời Chúa đòi tôi hoán cải và từ bỏ mình. Thế là lời Chúa trượt đi như nước đổ lá khoai. Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trên đất đá. Tôi vội vã, hớn hở đón nhận ngay, nhưng chỉ dừng lại ở bề mặt hời hợt. Lời Chúa không đâm rễ sâu trong mảnh đất đời tôi. Khi thử thách gay gắt của cuộc sống ập đến, tôi té nhào và bỏ cuộc, chẳng dám sống lời Chúa. Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trong bụi gai. Bụi gai là nỗi lo âu chuyện đời, là đam mê của cải. Bụi gai bóp nghẹt, làm cây lời Chúa không sinh trái. Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi vào đất tốt. Tôi nghe và hiểu. Tôi hiểu được là nhờ dám sống lời Chúa trong đời. Chỉ ai hiểu nhờ lời sống mới đem lại mùa bội thu. Dụ ngôn trên đòi tôi xét lại thái độ nghe lời Chúa, đòi tôi cải tạo lại mảnh đất lòng mình. Có biết bao gai góc, đá sỏi trong mảnh đất đời tôi. Có bao hạt giống bị mất mát vì tôi từ khước. Nếu tôi dám để cho một câu lời Chúa tự do lớn lên, thì đời tôi sẽ hoàn toàn thay đổi. Hôm nay tôi được mời gọi đi gieo hạt, nhưng trước hết tôi cần được lời Chúa biến đổi, cần hiểu sâu nhờ dám sống lời Chúa tận căn. Xin Chúa giúp tôi tìm ra những lối gieo mới để lời Chúa sai trái hơn trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa dạy, nhưng lại không dám đem ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. Xin cho chúng con đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm lời Chúa trở nên xa lạ. Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình, để hạt giống lời Chúa được tự do tăng trưởng. Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng đá vững chắc, đó là lời Chúa, lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con. Amen.